Ngày 30 tháng 9, tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ hội người Dao toàn quốc lần thứ nhất và dự Tết Trung thu với hơn 700 trẻ em tại trường tiểu học Tôn Đức Thắng và trung học cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên và trường tiểu học trung học cơ sở xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân. 718 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được chuyển đến các em học sinh khó khăn học giỏi. Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm và chăm lo hơn nữa cho các thế hệ trẻ của quê hương cách mạng. Các em học sinh vùng chiến khu cách mạng đã được đón một cái Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa.